Khoảng hơn 21 giờ ngày 31 tháng 7, ngọn lửa phát ra ở một kiosk tại chợ số 2 Tân Long, ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Do trong kiosk có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát sang các kiosk lân cận. Nhiều người dân gần khu vực chợ đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 20 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều kiosk tại chợ, không có thiệt hại về người. Đến trưa 1 tháng 8, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.